một địa điểm nào đó xác định. Bây giờ lại có một địa điểm C nữa này. A đang đi tới C. Vậy câu B này hỏi là A đã đi tới C chưa? Thì ở đây mình sẽ dùng tỏ. Được chưa? Nói lại nào. Từ A đi đến B, địa điểm B đã xác định rồi, mình sử dụng truy. Rồi. Ông A đang ở địa điểm này. Ông B đi về phía ông A, B đi về phía A, Dương đi về phía chị. Thì chị sẽ nói là lái. Là Dương đã tới chỗ chị chưa? Được chưa? Dương xác định địa điểm và đến chỗ chị rồi thì sẽ là lái. Rồi. Thế còn ở cái ông B này đang ở một vị trí khác, hỏi ông A là ông A đã đến đây chưa? Thì sẽ là tỏ. Tỏ là mang ý nghĩa là đã đặt chân đến đây rồi. Được chưa? Còn hai trường hợp này là đang đi. Đang đi được chưa? Đang trên đường đi. Chị đi đến chỗ Dương, Dương hỏi chị là chị mới nói với Dương là Dương ơi, chị đang đi đến chỗ Dương đấy. Được chưa? Thì là đang đi nhá, chưa đến nơi nhá. Được chưa? Xong rồi Dương mới hỏi chị là thế chị đã đến chỗ em chưa? Thì là lái. Lái nhá, vẫn đang đi trên đường, chưa đến. Chị đã đến chỗ em chưa? Đó. Còn là Dương hỏi là nhỉ to rồi mà, chị đã đến, chị đã đặt chân tới chưa, đến chưa? Đó, là đến nơi rồi, phải đặt chân, phải có mặt ở đây rồi mới là tỏ. Sao giải cái chữ ngọc nói lại cho nghe xem nào. Từ A đến B là A là đi đến B. Từ A đến B là A đi đến B. Anh A đi đến chỗ anh B. Định tiến ở phía B, địa điểm xác định rồi. Rồi. Thì dùng truy. Rồi. Còn từ phía B vừa đi về phía A thì là dùng lái. Còn là anh B, B hỏi anh A là đến C chưa? À, anh B hỏi anh C là A đến C chưa? Thì dùng phao. Rồi, cái ví dụ này, đây là nhà này, nhà này. Nhà là gì? Kia đúng không? Công sư là? Công ty. Công sư là công ty đúng không? Rồi, thế buổi sáng ra. 7 giờ sáng, mẹ mới hỏi là con đã đi làm chưa? Mình dùng gì? Con đã đi làm chưa? Mẹ hỏi là con đã đi làm chưa? Mình dùng gì? Chuyện. Đúng không? Con đã đi làm chưa? Con đang định kiếm về đây mà. Đúng không? Con chưa hề đến nơi. Rõ ràng con chưa hề đến nơi đúng không? Mình sẽ phải dùng chuyện. Rồi. Theo mẹ về sau một lúc sau mẹ hỏi là thế đã đến công ty chưa? Đã tới công ty chưa? Đến công ty chưa? Mình dùng cái gì? Rồi, đồng nghiệp ở đây này. Ở đây có một người đồng nghiệp này. Hỏi này, đã đến công ty chưa? Đã đến công ty chưa? Mình dùng gì? Lái. Dùng lái chứ. Ê, ông này đang ở vị trí này rồi. Hỏi cái thằng ở nhà này là mình đã đi làm chưa? Đã đến công ty chưa? Đúng không? Chị đang vẽ ông đồng nghiệp ở đây đúng không? Đã đến công ty chưa? Mình sẽ dùng là lái. Rồi. Thế ví dụ một người ở mẹ ở nhà đi, mẹ hỏi là thế đã đến công ty chưa? Thì lúc này mình mới dùng tỏ. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu ví dụ chưa? Có bạn anh không hiểu? Hoang mang không? Dám hoang mang không? Dương hoang mang không? Quả thân hoang mang không? Được nói lại. Thế nên chị mới nói là dịch. Mình sẽ dịch theo nghĩa là chủy là đi, lái là tới. Hiểu chưa? Và tỏ là đến. Thì mình dễ hiểu hơn. Tất nhiên mình rất là dùng, mình có thể dùng lái là đến được. Thế nhá, nào, và ví dụ đầu tiên nào. Đến ai nhỉ? Đến ai rồi? Đến Dương. Đến đến quảng trường tao đây. Rồi, là? Đã đến quảng trường nhân dân chưa? Rồi, nhìn cho nghe nhá, một ông taxi nói về cái người đi cùng á. Là đến rồi, tức là mình đã đặt chân đến. Ở đây là rất mình quá trỏ to là đã đến rồi, hai người đang đi cùng nhau và nói là đã đến rồi, tức là đặt chân lên đây rồi, được chưa? Còn truy và lái là chưa đặt chân đến, chưa đến nơi, chỉ đang trên đường đi thôi, được chưa? Rồi, tiếp theo. Nghỉ tao không mà. Nghỉ tao. Nghỉ tao là mơ. Nghỉ tao không mà. Rồi là gì? Là bạn đến chưa? Tốt rồi. Đến nhà thờ mấy hiểu tao là chưa đến đâu.
đúng rồi, chưa đến chứ không phải là không đến đúng không, nhớ chưa, mấy hiểu to là chưa đến. Từ tiếp theo là gì nhỉ? Dơ tô gì? Tô sao? Tô sao hoặc là tô sao? Tô sao? Được chưa? Nhẹ nhàng nhé. Tô sao? Là gì? Bao nhiêu? Bao nhiêu rồi? Chán là gì? Rồi, câu hỏi là gì? Nha. À, chỉ quân tô sao chán? Tô sao chán? Tô sao chán nhé? Nghe cho nó, quân giống mọi người đọc luôn nhé. Chỉ quân tô sao chán? Đại nào? Chỉ quân tô sao chán? Rồi, nghĩa là? Xin hỏi bao nhiêu tiền? Đúng rồi, câu rồi. Mình có từ tiếp theo là xe ý nhỏ, đúng không? Xe tờ, xe xe tờ xe đó. Đó là họ của Dương á, họ tạ đúng không? Đó. Câu đầu tiên là khi mình nói xe xe thì sẽ có câu trả lời là Vũ khơ chỉ, Vũ khơ chỉ, Vũ khơ chỉ, chỉ 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 Vũ khơ chỉ là đừng khách sáo. Thế có xe xe xong mấy quan chi được không? Mấy quan chi là tươi vô chỉ đúng không? Xin lỗi thì mới là mấy quan chỉ. Còn xe xe sẽ là phú cơ chỉ. Rồi Dương, tươi vô chỉ trả lời là rồi. Thế Ngọc, xe xe phú cơ chỉ, cơ chỉ, cơ chỉ, cơ chỉ, nhẹ nhàng, chỉ 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 không khơ chỉ, không khơ chỉ. Rồi thế từ này là gì ạ nhỉ? Tạm biệt. Nghĩa là đọc lại. Zài jiàn. Zài jiàn. Zài là gì? Lại. Lại. Jiàn là gặp. Ở đây câu này có nghĩa là lại, hẹn gặp lại, đúng chưa? Mà khi dịch sang tiếng Việt nó lại giống với câu nhĩ hảo đó, thì mình sẽ dịch ra là tạm biệt, đúng chưa? Còn đâu là nghĩa của nó, cách nghĩa ra nhá. Zài là lại, chuyện là gặp, được chưa? Rồi, ví dụ đầu tiên. Lão sư, chào chào. Rồi, tí mẹ nhớ chào nhá. Rồi, nghĩa là? Chào thầy ạ. Chào, rồi, rồi, tốt rồi, tiếp theo. Chào, chào các bạn, chào các bạn, chào nhau. Thống sế mơ, chào chuyện. Rồi, chào. Chào các bạn. Rồi, tốt rồi. Hống nhô mơ, chào chuyện. Rồi, hống nhô, cậu mới mơ, thêm chú nhiều đúng không? Sẽ là? Các bạn. Tạm biệt. Tạm biệt là sao? Rồi, tạm biệt các bạn. Nào vào bài khóa nhá. Đọc sách ra nào, đọc sách ra bài khóa là không có thể nhìn đảo chính rồi. Nghe 3 lần nhá. Được chưa? Lần đầu tiên là nhìn vào phiên âm. Lần thứ 2 nhìn vào chữ tiếng Trung. Và lần thứ 3 nhìn vào đâu nhá. Sẵn sàng chưa? Ngọc bỏ được chưa? Rồi. Nghe nào. Xiao Jie, ni hao. Ni hao, shi fu. Ni qu da er? Wo qu Renmin Guangchang. Shenme? Wo qu Renmin Guangchang. Hao, zhi dao le. Renmin Guangchang yuan bu yuan? Bu yuan, hen jin. Rồi, lại nhá. Xiao Jie, ni hao. Ni hao, shi fu. Ni qu da er? Wo qu Renmin Guangchang. Shenme? Wo qu Renmin Guangchang. Hao, zhi dao le. Renmin Guangchang yuan bu yuan? Bu yuan, hen jin. Xiao Jie, ni hao. Ni hao, shi fu. Ni qu da er? Wo qu Renmin Guangchang. Shenme? Wo qu Renmin Guangchang. Hao, zhi dao le. Renmin Guangchang yuan bu yuan? Bu yuan, hen jin. Rồi, xin chào chị nào. Nào các bác mình nào. Xin chào cô, chào cô, chào chị nhá.
Rồi, Dương từng câu một nè, Dương dịch rồi đi. Chào chị. Rồi, tiếp theo. Chào anh. Chào. Đây, ở đây đang, câu chuyện này đang diễn ra ở đâu? Đang diễn ra ở đâu? Không đoán được câu chuyện này đang diễn ra ở đâu? Trên xe đang... Taxi đó. Thì sẽ là bác tài. Cái dịch sẽ là bác tài, được chưa? Rồi, xin chào bác tài. Rồi. Bạn đi đâu? Rồi. Tôi đi quảng trường Thanh Vân. Đi đâu? Tôi đi quảng trường Thanh Vân. Rồi. Tốt. Biết rồi. Được rồi. Biết rồi. Được rồi. Tôi biết rồi, được chưa? Dịch mượt ra một tí nào. Được thôi. Tôi biết rồi. Tiếp theo. Quảng trường Thanh Vân. Quảng trường Thanh Vân có xa không? Đâu rồi. Không xa rất là. Rồi. Hai bạn đọc nào. Dương đọc đầu tiên, xong chị Ngọc đọc với cả tất cả nhà nhé. Rồi. À, chưa chuẩn đúng không? Sáng chị ạ, ni hao. Ni hao, sư phụ. Mấy sư phụ. Mấy chuyện à? Rồi, còn tôi đây chị nghe xem nào. Tôi chuyện Nhân Minh Quán Trận. Tốt rồi. Chẳng mơ. Tôi chuyện Nhân Minh Quán Trận. Hảo, sư phụ mơ. Nhân Minh Quán Trường Nguyện Phu Nhân. Phu Nhân Hân Hân Chi Hân Chi. Nào lại là Phu Nhân Nguyện Phu Nhân Phu Nhân Hân Chi. Rồi. Tiếp theo nào. Có với cả nhà nào. Nhà đọc trước họ. Ừ, nhà đọc trước bên đây. Xéo chìa. Nhi hào. Nhi hào sư phụ. Nhi truy nào. 我是人民广场什么我是人民广场好知道了人民广场远不远人民广场远不远很近远然后来远不远远不远 rồi cố gắng nhé, cố gắng phát âm nhé. Rồi bài hai nào. 人民广场到了多少钱29块谢谢不客气再见再见那我连麦了人民广场到了多少钱29块谢谢不客气再见再见 人民广场到了多少钱29块谢谢不客气再见再见 rồi dịch nào bắt đầu từ Dương nào. Mình cũng quảng trường Nhân Dân rồi. Tốt rồi, phải tính như thế nó mới theo đúng cách nói của người Việt đúng không? Rồi tiếp theo. Bao nhiêu tiền? 29 tệ. Tốt rồi. Tiếp theo. Không cơ chị. À không, được lời khách sáo, tạm biệt. Rồi. Tạm biệt. Ô rồi, nào hai bạn đọc nào. Dương, đọc đi Dương. Rừng mình quá trẻ sao lắm. Tôi sao trẻ. Tại nào. Tôi sao trẻ. Tôi sao trẻ. Rồi, tốt rồi. Ơ sử trẻ. Khoai. Khoai. Tệ lắm. 29块 谢谢不客气再见再见那我先聊人民广场到了多少钱来多少多少钱对29块谢谢不客气再见再见好了接下来我们来分发呢出来以后他来勾你呢知道了và到了đúng không? Lơ ở đây là trợ từ ngữ khí biểu thị sự thay đổi động tác. Ví dụ như là 知道了 là biết rồi, thay đổi động tác không? Biết rồi. Và 到了 là đến rồi, được chưa? Thì là đến rồi nhá. Đó. Câu ví dụ đầu tiên nào. Dương. Tôi biết rồi. Rồi, nghĩa là
我们到了。rồi. là chúng tôi đến rồi. Rồi, đúng rồi. Hà Minh Truy ạ. À, họ đi rồi. Họ đi rồi đúng không? Họ đang đi về một địa điểm khác đúng chưa? Và chưa đến nhá. Nhớ nhá, đi rồi và chưa đến đúng chưa? Tiếp theo. 我吃饭了。rồi, tiếp theo. 我上课了。 lại nào? 我上课了。 上课 là tiết, là lớp học, được chưa? 我上课了 là tôi. Tôi gì? Tôi làm sao? Không có đem ở đấy. Đi. Không. 上课 là gì ở Dương? Là gì ở nhà? Tôi lên lớp rồi. Lên lớp rồi, được chưa? Còn tao là gì? 下课. Được chưa? 下课 là tan học, được chưa? Rồi. Không, còn bài cái này á. 我上课了。đi nghe cho nó nhẹ nhàng. 我上课了. Rồi. Tốt chưa? Tiếp theo thì có một phần nữa là phần câu hỏi chính phản. Mình sẽ nhắc lại từ để hỏi nhá. Rồi, câu đầu tiên là 你是不是老师? Được chưa? Nghĩa là gì nhỉ Dương? Bạn có phải là giáo viên không? Được chưa? Câu hỏi chính phản mình sẽ nhắc lại. Từ điểm hỏi ở đây nhá. 是不是老师? Được chưa? Câu thứ hai, nhà nào? À, 人民广场远不远? Rồi, quả chính dân có xa không? Đúng rồi, tiếp theo. 他有没有住？有，nhẹ nhàng một lần, Có. Rồi. 有没有中国名字？Rồi. Là sao? Anh ấy không biết. À, không đến Trung Quốc. À, sự nào gì nào, từ từ tính nào. 有没有 là gì? 有 là có. Mấy有 là không có đúng không? Ở đây là nhỏ với nhỏ là có hay không? Được chưa? Anh ấy có cái gì? Mình chữ Trung Quốc, mình chữ là gì? Không, Trung Quốc là gì nào? Trung Quốc là gì? Rồi, thế cái câu em nhớ cái câu mình chào sớm mong mình chữ không? Thì mình chữ là gì? Tên của bạn tên là gì? Rồi, thế Trung Quốc mình chữ là gì? Tên tiếng Trung, được chưa? Tên Trung Quốc, tên tiếng Trung á. Thì ở đây là anh ấy có cái gì? Có tên tiếng Trung không? Đúng rồi, dịch được chưa? Mình tính dịch nhá. Rồi. Muốn ngồi một câu nào? Ngọc Nhàn câu 1, Ngọc câu 2 và Dương câu 3. Ý nhá. Rồi, Không mang nữa nhá, được chưa? Bạn có danh thiếp không? Được chưa? Rồi. Hôm trước mình học về ký hiệu tay của số từ 1 đến 10 như nào nhá. Nào giơ tay đến đi xem nào, hay chữ không giơ nữa. À, 1 nào. 1. 2. Có nhá, cái này sử dụng nhá. Chị nhìn thấy các sếp người Trung Quốc giơ tay ký hiệu cho nhân viên rất nhiều luôn. 3 3 4 là mấy? Rồi 4 5 6
Ôi dồi, quên quên bài nào. Liệu chi rắc muối nào? Rắc muối cho gà ăn nào? Rắc muối chi chi như này nhá, rắc muối nhá. Rắc muối. Ôi làm sao nó mất mà đỉnh nhá. Chi ba, ba như nào? Rồi, tốt rồi đấy, thấy chưa? Không học một bài nhá. Ba, chiều. Chiều, nào, nhà nữ không? Đây, hành số 9 chưa? Chiều và sứ như nào? Có hai cách, một là như này. Đây, hai ngón thôi, lúc đấy là ba ngón không? Hai ngón thôi. Hai là như này nhá, là sứ. Nhưng mà thường chị thấy chữ thấy hai cái tay như này. Nhưng mà nếu mà để trên một bàn tay thì mình sẽ không hiểu này là sứ. Nào lại nào, bảy là gì nhỉ? Rắc muối nào? Chi, đúng chưa? Tám là? Rồi, cũng nhìn bài bạn nhé. Ba. Rồi, thế liệu? Liệu, đây nhá. Liệu. Rồi, thằng con chỉ có một nào đúng của đường thẳng. Thấy đúng của đường thẳng này. Đố của em làm đó. Thằng con trai đấy là đúng của đường thẳng này. Đó, tay chỉ con không mềm lắm. Rồi, thế chiều, chiều là mấy? 9. Rồi, cái nào nhỉ? 9. Rồi. Rồi, 10. Được chưa? Chim chim thôi nhá, 10. Rồi, lúc trước chị nhìn em có một ông ấy biểu diễn, à, ông ấy như này với ông ấy ở nhân viên của ông ấy thiệu như này. Là mấy đấy? 6. 6, được chưa? Đâu phải nhảy số lên nhá. Nhá. Rồi, hôm nay mình sẽ học về số đếm từ 1 cho đến 100. Nào, dừng đầu chị từ 1 đến 10 nào. Đi, ơ, sang. Đọc nào, cố gắng đọc chuẩn, cái này mình học rồi đúng không? Đọc chậm thôi. Đi, ơ, ơ, ơ. Rồi, sang, sư. Nào, sang, gió nhẹ đúng không? Sang, rồi, sư. Sang là thành núi đó, nhớ chưa? Sang, sang, rồi, sư. Sư, tốt rồi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, 10. Nhà nào đọc tiếp nào? Ngọc chú ý nghe nhá, để đọc đúng nhá. Rồi, nhà đọc tiếp nào? Từ 1. Từ 1 đấy mà. Từ 1 đến 10. 1, 2, 3, 4. Sư nhẹ rồi, 4. 4. Rồi. 5. Nào, sai rồi. Đọc nhanh như phải đúng. 5. 6. 6. Được chưa? Tiếp theo. 7, 8, 9, 10. Rồi. Đọc nào? 1, 2, 3, 2. 2. 2. 2. Rồi. 3, 3. Nhẹ mồm, nhẹ mồm. 3, 3. 4, 4. 4, 4. 4, 4. Rồi. 5, 6, 6. 6, 6. 6, 6. Rồi. 八七七八九十 rồi thế mình nói số 11 thì mình sẽ ghép là 11 gồm có 10 là 1 đúng không? 10 cộng 1 thì 11 đúng không? Thì mình sẽ là 11 rồi 12 sẽ là 12 13 chú ý cái đầu chị nhá 13 được chưa? 14 15 16 17 18 19 và 20 sẽ là 20. Vậy thế mình cứ áp dụng tiếp như vậy thì 21 sẽ là 20 và 1 đúng không? Sẽ là 21. Được chưa? Tiếp tục tiếp nhá. Nào đọc từ 11 đến 20 nào. Nhà đọc đầu tiên nào. 11 10 rồi 12 13 cái cảm giác trong có phải ông không bóng nữa nhỉ 12 12 rồi có rồi 13 14 15 16 17 18 19 20 rồi xem nào nào 12 chỉ là ơ và con ngữ thôi 12 nhẹ nhàng thôi nhá 12 rồi chưa được lắm đâu nhá 13 mình tính đọc là 13 sang nhẹ nhàng sang rồi
14. 14. 14. Nào, tự nhập cái cái, tự nhập cái nào. Nhập nhẹ cái, ngồi với cả Dương nhập nhẹ cái xong rồi. 14. Rồi, tốt thôi. 15. Rồi. 16. 17. 18. 19. 20. Rồi, vào nào. 11. 12. 13. 14. Một cái là cong lưỡi, một cái là không cong lưỡi, được chưa? 14 15 16 17 18 19 20. Rồi. Nắm được chưa? Lớp nắm được chưa? Từ 1 đến 20 được nắm được chưa? Có gì không hiểu không? Rồi, vậy tiếp tục như vậy. Mình áp dụng với 21 cho đến 30, chị cũng nói lại đấy nhá. Và sau đó từ 30 đến 3 đến 40 có đọc được không? 30 là 30, đúng không? 30, 35 là 30. Chú ý về âm tiết nhá. 30, được chưa? Cố gắng đọc đúng nhá. Nào, Dương đọc từ nhà đọc từ 21 đến 30 thì nghe xem nào. 二十二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 二
22, 23, 24 nhẹ thôi, người Bắc là đọc cái từ chữ x nhẹ rất là dễ đúng không? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30 rồi. Đọc tiếp cho chị từ 40 đến 100 nào. 100 thế là 100, được chưa? 100 là 100. Nào. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Rồi, học nào. 40, 50, 60, được chưa? 40, rồi. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Rồi. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Rồi. Nào, thế phần luyện tập nào với bạn một số nào? Với bạn nhà đầu tiên nào? 53. Tốt rồi. Tiếp theo. 40 là 42. Rồi, bây giờ mình phải tự mình phát âm ra được, vì sau này mình nghe người Trung Quốc nói số rất là nhanh, đúng không? Rất là nhanh thì mình mới nắm được chữ 42. Lại nào. 42. Rồi, và bạn Dương. 60.